trồng mà phải có cây nhà nha. Nhà. Đúng rồi, phải có nhà. Mà đừng có thờ hồ với bộ về, biết sao à? Bây giờ mình cần người chồng vừa cái bờ vai mà thờ hồ với bộ về thì biết sao à? Nói chung lại là cuộc sống nó bấp bênh. Không, thờ hồ ngày cũng 500-600 ngàn cũng lo cho vợ con được mà. Không, mà chị không thích hai cái nghề đó, biết sao bấp bênh. Tuổi già thì có mình đang ở mình mà đang cần con người thôi. Chứ còn trong cái điều kiện nhà thì về đó đâu phải lo đâu, nhà đầy đủ, chả có thiếu cái gì luôn. Nếu về không làm cái chuyện làm có thêm thu nhập thì càng tốt, nhưng mà cũng rất mong là có một cô nào đó lớn tuổi cũng được thôi, nhưng mà người đó ví dụ như góp gạo nó cùng chung cũng là cái tốt đó. Thì mình nếu như nói một mình người nào đó mới đến với anh thì cũng cái cuộc sống thì cũng thoải mái rồi. Nó thật một tháng cũng qua bây giờ thu nhập cái chuyện này khác cũng được mười mấy triệu rồi, thoải mái. Nên là hai người cũng thoải mái, nhưng mà nếu mà hợp tình hợp lý với nhau thì mình tạo cái điều kiện là mình làm thêm. Kính chào toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại câu chuyện ngày hôm nay. Thì trong những tập trước thì chú ở trên Biên Hòa cũng như là một chị gái ở bên Bình Dương cũng có lên chương trình nhờ anh em kết nối tìm kiếm một nửa yêu thương của mình. Thì hôm nay anh em mình tạo điều kiện cho hai người tìm hiểu nhau, thì liệu hai người hôm nay có đến được với nhau hay không thì xin mời mọi người cùng đón xem sau ít phút nữa. Rồi thay mặt anh em ở đây xin chào hai cô chú nhé. Thì trước hết thì chú nhà trai giới thiệu chút xíu về bản thân mình ạ. Chú xin chào trong đội chàng kết nối thường này, chú lên đây là cũng chia sẻ cái cuộc sống của gia đình nhá, của cá nhân mình. Bên Minh Hùng có bán nước cốt nhàu ở nhà tự làm, ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Minh Hùng mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này, Minh Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Bán nước giải khát và photocopy. Một mình luôn. Một mình chị. Nhà mình lớn không? Chị mới mặt bằng, bây giờ chị mới dẹp về một tháng này làm ăn khó khăn, chị mới dọn về rồi giờ chị về nhà chị ở. Là nhà mình ở đâu chị? Nhà chị ở phường Thế Hòa, Bến Cát, Bình Dương. Cũng gần đây ha. Đúng rồi. Thế thì chị theo dõi chương trình của anh em lâu chưa? Chị coi chương trình em là mấy năm nay rồi. Chị thấy chương trình của em nó thật với là nó tốt. Chị thấy em quảng cáo nước cốt dào này nè. Chị mua về cho mẹ chị bị xương khớp, mẹ chị uống được mấy chai về mẹ chị đi được rồi. Mẹ chị đi không được, mẹ chị đi được rồi. Mẹ chị bao nhiêu tuổi rồi? Mẹ chị 80 tuổi. Hồi trước bà bị sao? Bà bị đau xương khớp với nhức mỏi. Thế bà uống được bao nhiêu chai thì bà bớt? Uống 3-4 chai gì đó, giờ bà tốt rồi, giờ chị rất mừng. Chị lên đây trước nữa cảm ơn đội của em, sau nữa là có chị muốn kết nối cho chị một mảnh ghép còn lại. Rồi, thế thì mình cũng chưa một lần lên xe hoa luôn. Đúng rồi. Thì tại vì mình khó tính quá hay là sao mà hay mình kén chọn hay sao? Chị không khó mà, thí dụ ai thật thì thật lại, mà ai nói dối thì chị không bằng lòng. Nói chung lại là ai mà biết ý chị là rất dễ, mà không biết ý chị là hơi khó. Chú thì chú sinh 1958, chú tên tại gì thành phố Biên Hòa. Chú là chú Nhi. Chú Nhi. Đúng rồi, tên gọi ngoài là chú Năm. Chú Năm, rồi. Bây giờ chú đang sống ở thành phố Biên Hòa. Dạ, hiện nhà đang ở thành phố Biên Hòa luôn. Đúng rồi. Xin vào nhà gái. Chị chào mấy em. Dạ, bên đặc biệt là chào chú bên này. Anh chào em. Chào anh, chào em. Chị ở phường Thế Hòa, Bến Cát, Bình Dương. Dạ. Thế mình bao nhiêu tuổi rồi mình đến? Chị sinh năm 68. Tình trạng hôn nhân thế nào? Chị chưa có lập gia đình lần nào, chỉ có bằng tay mà chia tay rồi. Rồi, bây giờ hai người có thể tìm hiểu nhau, xin mời chú. Rồi em nói bây giờ em làm nghề gì? Bây giờ em buôn bán rồi, giờ với lại em photo mà giờ một tháng này em dọn về nhà rồi, tháng này buôn bán chậm em mới dọn về nhà một tháng nay. Anh cũng nghĩ từ đó, bây giờ từ lúc dịch trời đâu có làm gì đâu, cái nghề chính của anh là nghề lái xe. Nhưng mà từ lúc dịch trời tôi cũng trước dịch rồi đó, là quay ra thì cũng đi làm mà ba cái môi giới về đất cát á. Nó tưởng dịch giờ nó đứng luôn, không, cũng cái ăn chơi được thôi. Thì có điều kiện là mới ăn chơi được, không có điều kiện là sao ăn chơi được. Nhà cửa chưa đâu. Thì giờ em lên đây thì cái tình trạng nguyên vọng của em sao? Bây giờ em lên giờ chương trình lấy cho em một mảnh ghép, tại em cũng đang cô đơn đó. Giờ em đang độc thân, giờ em sống có một mình em thôi. Thường xuyên, từ trước đây là em làm cái nghề gì? Hồi trước là em bán bún bò Huế, xong rồi em nghỉ rồi em bán nước giải khát với photocopy á. Rồi giờ em mới chuyển đi về nhà một tháng nay, giờ em ở nhà chưa có làm gì. Rồi cái điều kiện nhà cửa em ở đó có hay sao?
Nhà em có con, em mua cái nhà cấp 4 mà giờ do nước sắp lấy rồi, giờ em ở lúc nào do nước lấy thì em trả cho do nước rồi em đi ra thuê mặt bằng em buôn bán. Buôn bán lúc này thì nó cũng khó đó chứ. Dạ. Nói chung là đứng hình luôn hết luôn, chứ không phải một riêng một người nha. Tất cả mọi cái công việc thì nó đều là khó khăn theo cái xu thế của xã hội mà. Thế giờ nếu như em mà thành công cái chuyện kết nối thì em ở đâu? À. Tại giờ em độc thân, em chỗ nào thuận tiện thì em ở. Thí dụ bên nào mà thí dụ em buôn bán được, em photo được thì em sống bên đó. Cái vụ photo này bên anh thì cũng nó cũng nhiều nơi lắm rồi, cho nên là cũng khó khó lắm ấy. Nhưng mà nó cái chuyện buôn bán nó có thể được, bài đó buôn bán thì được. Em buôn bán nước chè khác với là bún bò Huế đâu cũng được. Chỗ anh thì ở chỗ đó cũng đông dân lắm, ngay gần sát khu du lịch Sơn Tiên bây giờ đó. Nhưng nó còn đang xây dựng. Cái photo thì không ăn thua, thí dụ được bao nhiêu được, còn chủ yếu mình buôn bán nước vậy khác với là mình bán bún bò Huế ăn sáng rồi vậy. Còn cho anh thì nói chung là anh cái điều kiện của anh thì anh ly thân vợ là 2/3 tới 2/7 anh ra tòa. Bây giờ cái điều kiện kinh tế của gia đình thì con cái anh có 3 thằng con trai, đứa con gái. Thế nhưng các cháu giờ nó cũng khá giả rồi, nó có gia đình riêng hết rồi. Con trai con gái gì đứa nào nó có gia đình mà nó cũng có những cái cuộc sống của nó không phụ thuộc mình mà mình cũng không phụ thuộc gì nó. Thế cho nên là thấy nó cũng buồn quá đi. Nó thấy lên chương trình thấy ở đây cũng gần gần đây ra đây để nhờ anh em giúp đỡ cái tìm một cái cô nào đó để cho nó phù hợp thuận tiện, nhưng mà nó chủ yếu là cô nào đó là phải hiền hậu thảo hoàn. Mà phải thật thà chứ còn cái thứ nhất là vậy, thứ hai là phải sạch sẽ. Người quá sạch luôn. Còn anh thì nói chung là nếu có điều kiện anh cho em về nhà thăm cửa luôn. Chứ anh là người thật, sống thật, việc thật luôn chứ không có đó. Giờ chị hỏi nhà cửa của chú là sao chú? Chia sẻ cho chị biết. Chú thì nhà thì 100m². Làm thủ tục giấy tờ thì làm xây dựng là có giấy phép xây dựng tứ đàng hoàng. Nhà ở lâu dài trong thành phố luôn cho nên là không có bận tâm, sống một mình thôi. Nhà một lầu một trệt luôn. Không, lúc trước thì cái nhà trước thì một lầu một trệt, giờ làm có lửng thôi. Thế có một mình lau nhà không cũng chết luôn đấy. Rộng lắm rồi ha. Rộng, 100m mà. Rộng lắm. Thế cho nên là chúng ta có tiện nghi sinh hoạt thì là ok. Trong nhà thì đầy đủ luôn, không có thiếu cái gì luôn. Cái đó là khỏe, nhưng mà anh muốn lên nhà chương trình tìm người nào là người đó phải thật. Đó buôn bán được không chú? Cô này về buôn bán được không? Thì cái chút buôn bán nó sẽ khó dám. Nhà anh là nói chung với chương trình là cũng buôn bán không, các cháu không có đứa nào làm công nhân hết. Mà buôn bán lớn không chứ không buôn bán nhỏ đâu. Con cái là... Em thích buôn bán. Bốn đứa như đứa nào quá. Có một thằng là nó làm ở trong cái công ty xe ở trong cảng thôi. Là nó nằm ở trong đó, giờ lấy vợ nó ở trong cái luôn, nó không có về nhà đâu. Còn đứa nào thì có cửa hàng riêng hết. Cơ sở đứa nào thì vững vàng lắm, không có đứa nào không. Nhà cửa thì nói chung là... Thế thì hết rồi, chú thấy em gái này sao? Thì nó đúng là mình cũng chưa biết sao, gì bên ngoài, bề ngoài á, thì cái hình thức bên ngoài thì cũng là ok. Cũng không có cái gì để mà nói là gọn ghẽ, nhỏ nhắn, xinh xắn rồi là cũng được rồi. Cũng nói chung là cái tiêu chuẩn nó cũng đạt, nhưng mà chủ yếu là còn cái tính cách. Hay là cái sự tình cảm mà nó có thật sự hay không, hay là có chất phát hay không thôi. Thế thôi, mộc mạc chất phát thôi chứ không cần màu mè. Thế còn cũng nói thật với chương trình với cô là nói thẳng đấy, như cô nào mà được thuận tình thuận ý về đây thì cũng không để cho khổ bao giờ. Nói chung là không để cho khổ. Cái cuộc sống bây giờ cứ hai người làm sao chăm sóc nhau để thay con cái thế thôi, gần gũi nhau để chăm sóc lúc tuổi già thôi. Cái cơ bản nhất là cái chất phát mộc mạc thật thà, đó là cái cơ bản. Em thấy chương trình mấy em này cũng mát tay, bây giờ em mới lên đây còn hơn một tuần thôi mà em thấy cũng có duyên gặp anh. Rồi anh biết sao mà có gì là thì bây giờ thí dụ anh mình lên đây mình cũng có duyên rồi, còn cái nợ thì mình về mình tìm hiểu thêm, thí dụ anh có đồng ý thì em tìm hiểu thêm, còn mình lên đây thì mình cũng có cái duyên rồi, thí dụ mình gặp nhau ở đây, còn thí dụ sau này thí dụ mình có duyên thì mình làm anh em bạn bè, thí dụ mình là em có đi Đồng Nai em ghé anh chơi, anh có đi Bình Dương ghé em chơi vậy. Không, cái chuyện đó thì nó cũng chưa biết đâu được. Thế nhưng hôm nay đến đây gặp là trực tiếp, và chương trình cho mình gặp trực tiếp thôi, để mình xem xét là từ con người, để cho nó cái thật, cái lời ăn, tiếng nói cho tới... Bây giờ mà chú lấy vợ về là chú về nhà chú ở luôn hả? Đưa vợ về ở đúng luôn. Rồi, phải đó, trong nhà thì giống tuổi già thì có mình đang ở mình mà đang cần con người thôi. Thế còn trong cái điều kiện nhà thì về đó đâu phải lo đâu, nhà đầy đủ, chả có thiếu cái gì luôn. Nếu về không làm gì được không?
À, bây giờ thí dụ anh nói em về không, em cũng thích, em thích mình buôn bán có đồng ra đồng vô cho nó vui á, mà mình em thích buôn bán thêm. Còn mà thí dụ anh không thích buôn bán thì mình ở nhà nội trợ cũng được. Bây giờ nói cho mấy đúng á, thì anh cũng nói đây là có anh em trong đội chương trình kết nối này, hay là có em hôm nay nói thật luôn. Anh cũng cái tính cách của anh là cũng không phải là ham chơi đâu, cũng là chất phát mộc mạc, mà xuất phát là từ một người lính ra mà. Thế cho nên là cái cuộc sống á, thì nó cũng mộc mạc lắm. Nhưng mà cái chuyện làm có thêm thu nhập thì càng tốt, nhưng mà anh cũng rất mong là có một cô nào đó lớn tuổi cũng được. Thế nhưng mà người đó, ví dụ như góp gạo nó cùng chung cũng là cái tốt. Thì mình cũng, nếu như nói một mình người nào đó mới đến với anh thì cũng cái cuộc sống thì cũng thoải mái rồi. Nó thật một tháng qua anh bây giờ thu nhập cái tiền này khác cũng được mười mấy triệu rồi. Thoải mái. Nên là hai người cũng thoải mái, nhưng mà nếu mà hợp tình hợp lý với nhau thì mình tạo cái điều kiện là mình làm thêm. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình, Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Đó, nó có những cái dư giả hơn thì cái cuộc sống nó thoải mái hơn, đi đây đi đó đi chơi bời, cuối năm hai ngày lễ ngày Tết thế là nó thoải mái hơn. Chứ còn này nó thấy là bông đùa hay là phụ nữ mà bài bạc hay nhậu nhẹt lên không thích, nó thật luôn. Hỏi luôn đi, chú hỏi luôn xem có nhậu không. Em thì không biết nhậu, không biết số đề, không biết chơi hụi, không biết cái gì, chơi mua với số, không biết giò nữa. Em không biết mấy thứ đó, em chỉ thích đi du lịch với là buôn bán làm ăn thôi, chứ em không thích mấy cái thứ mà đời bạc vậy. Du lịch là các thứ thì khó nói, năm hai ba lần đi miền Bắc rồi. Năm nào cũng hai ba lần nữa, năm rồi một lần rồi đấy, hôm nay một lần rồi, chuẩn bị tháng 11 rồi đi lần nữa này. Em thì không biết chơi hụi, không biết nhậu, không biết cờ bạc, không biết với mua với số, cũng biết giò. Không có biết, em chỉ thích buôn bán với thích ăn diện với là thích đi du lịch thôi. Anh thì nói chứ đúng là cũng quê hương ở ngoài Bắc chứ không ở trong này. Nhưng mà lính ra chú là khó tính không? Anh có khó tính không? Không, cái khó là phải khó đấy. Nhưng mà cái khó đấy, tùy theo cái nào khó, khó đúng. Chứ còn không phải cái nào cũng khó. Thì ví dụ như khó là cái gì nè? Ví dụ anh khó về cái gì? Khó về kiểu lăng nhăng là cái đó là anh không chịu được đấy, dứt khoát. Cái thứ hai nữa là bày hầy. Dứt khoát là không chịu. Em đến nhà anh có dịp ghé nhà có anh sạch, còn nó chưa chắc. Các cô, nhiều cô đến lắm rồi, anh nói thật, anh cũng lên nhiều kênh lắm rồi. Các cô đến nhà cũng rất là nhiều đấy chứ không phải không đâu. Có những cô hôm nay 4, 2, 4, 3 có nha. Chứ không phải là lớn tuổi đâu. Thì anh sạch sao em biết, mà trong nhà em thì 6 chị em gái mà em sạch giúp nhà, nói chung là vậy. Còn anh thì sao em không biết. Cô gái Huế mà không sạch sao được. Cứ nghe nickname là cô gái Huế. Trong nhà 6 chị em gái mà em lấy sạch với là kỳ tính giúp nhà mà Huế còn là chú biết rồi đó. Còn anh thì em không biết là sao. Còn em thì nói chung lại thì em là rất chung thủy. Ví dụ em kiếm thì người nào đi về sống lâu dài cho em không sống thử, không thích sống thử. Sống là sống thật luôn. Mình làm, ví dụ mình ra mắt mình làm đám đồ sống thật luôn chứ không có sống thử. Chuyện đám cưới thì sao nè, chị hỏi chú ơi. Bây giờ em có chưa lên xe hoa lần nào, còn ý anh sao, ví dụ vậy. Anh nói thật, bây giờ anh cũng lớn tuổi rồi. Nhưng mà mình cứ để qua tình hiểu qua nó sao, nếu thành công thì tháng 11 này anh, khoảng chừng ngày 18, 19 tháng 11 âm lịch này, là anh sẽ bay ra ngoài Bắc. Nếu mà đã lấy thì anh cũng phải ra quê anh. Vì anh là nói chung đúng là gia đình á, thì đông với nhau lắm. Nhưng mà bây giờ anh thứ như thành trưởng, mọi cái vấn đề làm lớn làm nhỏ gì gia đình ở ngoài Bắc là mình đứng ra mình quyết định hết. Rồi đám cưới không vô? Thì cái chuyện đó thì từ từ tính, để coi nó có phần thả hay không. Còn nếu như cái đám cưới mà ở trong này thì gia đình không có ai. Thế nhưng mà về quê thì mới đông. Thì nếu mà từ đây đến ngày đó, nếu tình hiểu, nếu mà đến được thì anh sẽ đi em ra Bắc luôn. Bay chuyến bay ra ngoài Bắc là tháng 11 xong là lo công chuyện ngoài xong chưa là làm bàn đám cưới ở ngoài đó luôn. Thì anh nói vậy, bây giờ thí dụ em ở đây, thí dụ chỉ có chương trình với là mấy người bạn độc thân thôi, thì còn em có đám cưới em phải về Huế đám cưới, cho trong này thì cũng chỉ không có ai, nói chung là như vậy. Còn anh đám cưới luôn. Dạ, trong này mình tổ chức chương trình, mình tổ chức cái điều nhỏ. Cái chuyện này thì chương trình anh em là một hai bàn hay ra cái quán rồi đó, mình làm kêu cái gì ra mình ăn uống cho nó vui, mà khi mà thành công thôi. Mình phải giá ơn chương trình chứ. Là bạn bè ta đấy. Đây là mấy người hội đồng hương đó, hội độc thân đó. Bạn bè của chú ở đây là nguyên cái khu này bộ nên nhiều lắm á. Anh biết không, bây giờ em thì lên chưa lên xe hoa lần nào, lớn giờ thì em phải làm cái đám cưới, bất cứ ở đâu mà em phải làm cái đám cưới, nói chung là như vậy. Bất cứ ở Bắc, ở Huế, là ở Nam mà em phải làm cái đám cưới, nói chung là như cái vậy. Cái đó từ từ đi em, để mình bàn, cứ gặp mặt nhau đi, thảo luận hay tìm hiểu nhau coi nó có đến được hay không.
Thì cái điều kiện của cuộc sống thì nó cũng có tùy thuộc vào cái điều kiện kinh tế này như thế nào. Bây giờ chị không thích người đàn ông như thế nào? Nói xem mà chú này có không? À, em không thích người đàn ông gia trưởng, em không thích người đàn ông mà keo kiệt với là tiền đông gạo phát nha. Ví dụ đừng có đi đi chợ về hỏi trái đất mắm bao nhiêu, bột ngọt bao nhiêu là em không thích. Đúng không? Thời của bây giờ mà đâu phải như cái thời năm 45 đâu. Tại vì em không có xài phung phí, nói chung lại là em thích là mua sắm thôi chứ em không xài phung phí. Cái mà nhất là trong cái cuộc sống ấy, thì vợ chồng nếu mà thành công thì phải liệu cơm để gấp mắm thôi. Còn làm sao mà chi phí trong cái cuộc sống, cái đồng tiền mình ở trong một tháng có bao nhiêu mình biết được điều tiết để mình chi xài xong cái hợp tình hợp lý mới là vấn đề. Chứ còn nếu người gia trưởng thì anh không có đâu. Người mỗi người có công việc đó, nếu đã là vợ chồng phải thương nhau, đàn thương yêu nhau này, lo lắng chăm sóc cho nhau, đó là vấn đề. Còn cái gia trưởng làm gì? Nên nhiều người nói anh là nhìn mặt nó khó lắm, chắc gia trưởng này. Không phải đâu, đầy sống rất thoải mái. Lúc nào sống thoải mái từ xưa đến giờ chứ không phải bây giờ. Nhưng mà cái khó khăn nhất là cái người bày hầy hay là đàn bà mà cứ ngồi lê đánh bài đánh bạc là cái đó là không có được, chết khoát luôn. Em thì rất gọn gàng, gia đình em thì người nào cũng sợ em cái sạch tính với là kỳ tính, người nào sợ em cái chỗ đó. Anh là gốc miền Bắc cho nên là em sạch luôn. Anh là trong quân đội, anh cũng đã từng rèn những thằng lính để thành người sĩ quan rồi, đã biết rồi. Từ lúc đó cho đến bây giờ là cái nguyên tắc của anh sống là nó theo nguyên tắc chứ không phải là. Em người Huế thì em rất thương chồng, nói chung lại em không sống được thôi mà sống đến lúc mà chồng thất nghiệp hoặc là chồng bị bệnh đi, em vẫn lo đến là người ta mất luôn. Chứ em không sống mà được chừng người ta bệnh hoặc là người ta làm ăn thất bại bọn người ta, tính em không có gì vậy. Thì bây em giờ sống sống thật. Thì mới nói thôi, chứ còn cái tin tưởng thì chắc cũng còn phải xem xét. Chứ còn nói thì ai nói được, anh nói anh lên rất nhiều chương trình rồi đấy. Nhưng mà lên cái chương trình nào thế thôi, nói thì rất là hay. Nhưng nhiều cái thử là nó đến rồi mới đến với nhau cái được cái trước tháng sau rồi nó xin chứng rồi. Bắt đầu nó là thấy rối đội hình rồi. Còn một lần anh nói thật, con cái nó cũng lớn rồi, cháu nội, cháu ngoại có hết rồi. Bây giờ đó là mình đang trong cô chú tìm hiểu thêm nữa ha. Bây giờ mưa quá rồi. Thôi bây giờ trước mắt thế này này, hôm nay tạm thời lên để tới đây mình tìm hiểu, rồi sau đó có gì mình sẽ nghiên cứu tiếp nhá. Hôm nay lên đây thì cũng cảm ơn cô chú đã lên chương trình. Cô chú có thấy vui không? Trước hết là vui thoải mái không? Thoải mái ha. Thì hôm nay cô chú đồng ý cho mọi người sử dụng hình ảnh và video của mình để chia sẻ lên các nền tảng mạng xã hội và cam kết là không gỡ xuống, người cô chú đồng ý không? Ok luôn. Rồi cô đồng ý không? Rồi cảm ơn cô chú nhá. Nhưng mà theo cái điểm báo mà trời mưa á, mà làm mai là dính chắc luôn rồi đó. trời, bây giờ đang ghi hình mà cái cuộc nói chuyện tuy rằng mình chưa xong nhưng mà trời mưa giông bão kéo tới. Đó. Mát tay mà thôi. Thôi bây giờ tiện ngày gặp mặt nhau mình hôn cái đi. Tình cảm. Bắt tay. Rồi. Rồi xin cảm ơn quý vị khán giả các bạn. Bây giờ trời mưa quá rồi anh em mình sẽ không ghi hình được nữa. Sẽ gián đoạn ở đây. Xin cập nhật thông tin để chia sẻ đến quý vị các bạn ở những video lần sau. Cảm ơn quý vị các bạn, nhớ đăng ký kênh và bấm vào chuông. Đừng quên để lại những lời bình luận góp ý để câu chuyện có góc nhìn đa chiều hơn. Và đăng ký kênh bấm vào chuông để đón xem những video lần sau một cách nhanh nhất và mới nhất. Rồi mưa quá quéo luôn rồi. Xin cảm ơn và xin kính chào. Trời ơi, mưa quá.